Xin chào tất cả các bạn, mình là Suzuki Kensuke. Hôm nay mình sẽ review trái ác quỷ Bane Bane no Mi. Đây là trái Spring đây, trái lò xo. Và trái này có giá 60.000 Belly nha. Nó xuất hiện ngẫu nhiên trong shop. Đây 60.000 xuất hiện ngẫu nhiên và hệ là Natural. Cái này là hệ Paramecia. Mình sẽ nói tiểu sử trái này chút xíu. Đó là ok đây. Chữ Bane có nghĩa là lò xo. Bane Bane no Mi là trái ác quỷ hệ Paramecia, cho phép người sử dụng bật đôi chân, hai đầu gối và mắt cá chân của mình bằng lò xo, biến người sử dụng thành người lò xo. Năng lực này giúp người dùng có khả năng bật nhảy đáng kinh ngạc và tự động tăng tốc độ đến mức siêu sức mạnh, cho phép họ cường hóa đòn tấn công với một lực khá lớn. Ngoài ra, người sử dụng nó đều là mì, có thể phá vỡ bất cứ thứ gì khi ra chiêu, như đánh vỡ Going Merry ra làm đôi. Đều là mì là tên nhân vật đó nghe. Hạn chế của trái ác quỷ này là người sử dụng gần như chỉ có thể bắn mình theo một phương thẳng và rất khó để điều chỉnh hướng mình muốn. Điều đó khiến người sử dụng dễ bị kẻ thù phát hiện hướng đi, hướng di chuyển. Hơn nữa, người sử dụng cần một vật gì đó để làm bàn đẩy khi bật. Vì thế hướng bật bị phụ thuộc vào vị trí địa lý của chiến trường. Đây, đó là tiểu sử chút. Và theo cái đó thì nó cũng giống như mấy cái skill này thôi. Cái trái này nó gồm có 4 skill chính ở cấp 1, 20, 60 và 80. Chiêu skill đầu tiên á, ở cấp 1 là Knock. Chiêu này nó sẽ đánh bắn lò xo ra từ tay và hất kẻ thù về phía sau, gây sát thương diện rộng, là cả đám mình kéo cả đám quái lại mình hất là cả đám đều bị trúng. Đó, như vậy thôi, chúi lắm. Cái trái này là một trái quỷ rất cùi, theo mình nghĩ là vậy. Đó, bắn về phía trước một đoạn. Skill thứ hai là ở level 20, Spring Snip. Cái này biến đôi chân thành lò xo, nãy thân mình đâm đầu về phía trước như bắn viên đạn vậy, và gây sát thương cũng diện rộng luôn, là sát thương nhiều mục tiêu á, phải nói vậy mới đúng. Sát thương nhiều mục tiêu là cứ một đám lính ở đằng trước mình bay tới thì cả đám đều trốn và hất tung tụi nó về phía sau. Đây, nó biến chân thành lò xo, hất một cái bay cả người tới, chuối cực kỳ. Nếu so ra thì mấy chiêu này thì còn tạm, chiêu cuối mới kinh khủng đây. Skill thứ ba là ở level 60, Sabrin Canon. Cái này nó sẽ biến đôi chân thành lò xo, nảy lên cao và đập xuống đất, gây sát thương diện rộng xung quanh. Chiêu này thì cũng được. Nói chung ba chiêu đầu thì có thể dùng để farm quái được, mình thấy cũng ok. Đó, nó như vậy đó, sẽ bay lên và đập xuống. Để lại thét nữa rồi. Đó, chỉ vậy. Ba chiêu này thì farm quái vẫn được, vẫn ngon. Và cái chiêu này thì chiêu thứ ba này thì nó sẽ khi đập xuống nó sẽ hất tất cả những ai chúng bay lên trời nghe. Cũng là một điểm lợi để mà các bạn xem tính toán. Nhưng mà trái này thì lời khuyên là không nên mua, tại nó cùi quá. Chiêu thứ tư ở level 80 là Spin Leap. Cái chiêu này là chiêu cùi mía nhất luôn á, chiêu cao cấp nhất ở cấp 80 nhưng mà lại cùi nhất. Nó sẽ dùng đôi chân lò xo nảy cả người về phía trước. Nói chung nó bật
dưới đất lên đó, nhưng mà nó cực kỳ vô dụng, chắc dùng chỉ để dùng chạy trốn thôi chứ chẳng làm được gì đâu, không gây sát thương. Đây đó, đưa chuột về đâu thì bay, nhìn thì nó giống như chiêu chiêu nào ta, nó giống chiêu ít này này, chiêu thứ hai đó, nó giống chiêu này nhưng thực ra nó điểm khác của nó là ở đây, nó sẽ bật vô đó, có vật nào đụng tới thì nó sẽ bật lại, nó khác ở đó thôi. Đó, bật chúng thì nó xa hơn, còn không á thì bật bình thường thì nó cùi cùi à. Đó, đó. Và nó không gây sát thương, vô cùng vô dụng, mình thấy như thế. Trái này á điểm yếu thì nằm ở skill cuối thôi, còn lại ba skill đầu thì có thể farm, và như ba trái ác quỷ khác thì nó đều sợ nước, nước biển á, cái nước này nè, nước này là nước nước của mình, nước ngọt. Trái biển này đẹp, đó máu sẽ tuột, tốc độ tuột máu thì vẫn như ba trái khác. Video tới đây là kết thúc, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp các bạn vào video tiếp theo. Ai chưa subscribe thì nhớ bấm subscribe mình nha. Nhớ bấm like và comment để ủng hộ mình, cho mình có nhiều động lực ra nhiều video mới nữa. Bye bye.